Vậy là sau nhiều đồn đoán, cuối cùng chúng ta cũng đã có thông tin chính thức về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cụ thể, Điện Kremlin đã đưa ra thông báo như sau. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại Hà Nội, Tổng thống Nga sẽ có cuộc gặp với Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thánh Mẫn. Các lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về tình hình, triển vọng phát triển, hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và nhân đạo, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Kết quả của cuộc đàm phán là một tuyên bố chung được thông qua và ký kết một số văn kiện song phương. Thông báo của Điện Kremlin có lẽ không còn bất ngờ nữa vì đây là điều đã được dự đoán từ trước, nhưng mà ý nghĩa của chuyến thăm này thì không hề thay đổi. Tính đến nay, trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin đã có 4 lần sang thăm Việt Nam trong các nhiệm kỳ của mình. Lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2001, ông thăm chính thức Việt Nam trong chuyến thăm hai nước đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Lần thứ hai là vào tháng 11 năm 2006, Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam sau khi tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2013, ông Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Nhân chuyến thăm hai nước đã ra tuyên bố chung tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện. Lần thứ tư vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh năm 2024, đánh dấu 30 năm hai bên ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1 năm 1950. Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga sau này đã có bề dày lịch sử, được thử thách qua thời gian, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trải qua gần 75 năm, quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc với những thành quả tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng. Khóa họp lần thứ 24 của Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt Nam về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật năm 2023 đã thảo luận về hiệu quả triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam. Các phương hướng nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la vào năm 2030. Một số lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước có thể hợp tác như là ngành công nghiệp ô tô, dược phẩm và y tế, công nghệ thông tin về giáo dục và đào tạo. Nga tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu tròn 70 năm kể từ ngày những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tại Liên Xô. Từ năm 2019, Việt Nam được chính phủ Nga cấp 1.000 suất học bổng. Về hợp tác khoa học công nghệ, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ lớn, một trong những cơ quan hợp tác lớn của hai nước. Trung tâm đang có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực khác nhau để mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Có thể thấy là chuyến thăm sắp tới của ông Putin sẽ là cơ hội để hai nước nhìn lại chặng đường đã qua và thúc đẩy những dư địa trong quan hệ hai nước. Tờ Vedomosti của Nga cho rằng tại Hà Nội, Tổng thống Nga dự kiến sẽ thảo luận với giới lãnh đạo Việt Nam về việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, quân sự, giáo dục, giải quyết các khoản thanh toán lẫn nhau và thiết lập các dòng khách du lịch. Ông Dmitry Mosikov, nhà nghiên cứu phương Đông của Nga tin rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin có thể thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước, nhưng Washington sẽ tìm mọi cách, bao gồm cả việc đe dọa trừng phạt thứ cấp để ngăn chặn điều này. Để khởi động lại mối quan hệ, cần thực hiện một số dự án song phương lớn như xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên mà chính quyền Việt Nam đã quyết định không khởi công nữa sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản. Nhưng bất chấp những khó khăn kinh tế hiện tại, về mặt địa chính trị, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những đồng minh đáng tin cậy của Moscow. Ông Dmitry Mosikov tin tưởng như vậy và tân Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là người quan hệ tốt với Nga sẽ tạo ra động lực cho các mối quan hệ này. Tờ Reuters của Mỹ tỏ ra nghi ngờ khi cho rằng các cuộc thảo luận giữa ông Putin và lãnh đạo Việt Nam cũng có thể tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn như cung cấp vũ khí, khai thác năng lượng và giao dịch ngân hàng. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, nhưng do các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ và phương Tây đối với Nga, Việt Nam đang gặp khó khăn lớn trong việc thực hiện các giao dịch. Bởi vậy, rất có thể những vấn đề này sẽ được mang ra thảo luận. Giáo sư Kantair thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói trên tờ Reuters rằng,
Các vấn đề chính liên quan đến việc củng cố các mối quan hệ kinh tế và thương mại, bao gồm cả việc bán vũ khí. Ông Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ đồng ý thực hiện các giao dịch tiền tệ bằng đồng rúp thông qua hệ thống ngân hàng để có thể thanh toán hàng hóa và dịch vụ, ông nói. Tờ Taotiao của Trung Quốc thì đánh giá việc ông Putin lựa chọn Triều Tiên và Việt Nam cho chuyến thăm của mình sau Trung Quốc là rất sâu sắc. Mục đích chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin cũng gắn liền với thực tế. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Việt Nam là một trong những quốc gia vẫn thân thiện với Nga. Năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm Việt Nam. Ông cũng đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ nước bạn. Trong chuyến đi này, ông Medvedev bày tỏ mục đích là để đánh giá mối quan hệ tổng thể giữa hai nước và phát triển đối thoại chính trị. Cho đến nay, có vẻ như Medvedev đã làm tốt công việc và mở đường cho Putin. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Putin được kỳ vọng sẽ ký kết các thỏa thuận mới với Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác quân sự, thương mại song phương và xuất khẩu lương thực. Có thể thấy, báo chí cũng đang tỏ ra rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam của ông Putin sắp tới. Nhất là trong bối cảnh nước bạn bị bao vây cô lập thì bất kỳ một động thái ngoại giao nào cũng được truyền thông dò xét kỹ càng. Tuy nhiên, Việt Nam không cần quan tâm đến những điều đó. Việc chúng ta đón tiếp ông Putin một cách nồng hậu sẽ là lời khẳng định chính sách trung lập của quốc gia một cách rõ ràng nhất. Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới muốn ghé thăm Việt Nam với thiện chí thì đều sẽ được chúng ta mở rộng cửa chào đón. Huống hồ đây còn là Nga, một người bạn lâu đời của Việt Nam. Đất nước luôn nằm trong tim nhiều thế hệ người Việt. Điều này đã được chứng minh khi mới đây, nhân kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam-Nga, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đã được hai nước ký kết vào ngày 16 tháng 6 năm 1994. Đây là văn bản pháp lý thay thế Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam ký năm 1978, xác định các nguyên tắc mới cho quan hệ Việt Nam-Nga. Đó là tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Kể từ thời điểm lịch sử này, quan hệ Việt Nam-Nga bắt đầu có những tiến triển tích cực, ngày càng được nâng lên tầm cao mới về chất. Lãnh đạo hai nước khẳng định hiệp ước là văn kiện lịch sử, có ý nghĩa lớn lao, là biểu tượng khởi đầu cho giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nga, tạo tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong 30 năm qua không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực vì lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới. Các lãnh đạo tin tưởng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Nga. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là minh chứng cho sức mạnh của tình hữu nghị và sự hợp tác, được hình thành vượt qua thử thách của thời gian, biến cố của thời đại và ngày càng được củng cố, phát triển, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học và công nghệ, giáo dục và y tế, đang đứng trước những triển vọng phát triển hết sức tốt đẹp. Đó là tài sản chung, vô giá của hai đất nước, hai dân tộc Việt-Nga. Việt Nam chúng ta từ một nước bị tàn phá, chiến tranh, bị bao vây cấm vận, nhưng giờ đây, một quốc gia có diện tích nhỏ mà lại có vị thế chiến lược quan trọng trên bản đồ thế giới, đang trở thành tâm điểm của sự quan tâm từ các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế biến đổi không ngừng, Việt Nam nổi lên như một điểm chiến lược mà các nước lớn không thể bỏ qua. Trên khắp các tờ báo quốc tế, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam sắp tới đang được bàn tán sôi nổi. Đây có thể là minh chứng rõ nét cho thấy Việt Nam đang được ưu ái và coi trọng trong chiến lược toàn cầu của các cường quốc. Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam, mà còn phản ánh sự cạnh tranh và sự nỗ lực lấy lòng từ các quốc gia lớn nhằm tạo dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam. Đáp lại cho chuyến thăm của ông Putin, Việt Nam khôn khéo đã từ chối chuyến thăm của phái đoàn Liên minh châu Âu EU. Những diễn biến này đã làm dấy lên những suy nghĩ về sự so sánh tầm quan trọng giữa Nga và EU trong các quyết định địa chính trị. Vậy mục đích của ông Putin đến Việt Nam lần này là để làm gì? Chúng ta hãy cùng xem các chuyên gia trong và ngoài nước phân tích như thế nào các bạn nhé! Trong bối cảnh phức tạp và thay đổi của tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam đang dần lộ diện trở thành điểm chiến lược mà Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng tranh giành.
Gần đây, Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam. Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn phản ánh sự cạnh tranh sâu sắc giữa các quốc gia về an ninh khu vực và hợp tác kinh tế. Rất nhiều ý kiến cho rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga được cho là sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đối với Đông Nam Á. Trong lĩnh vực an ninh, một trong những tác động chính sẽ là khả năng doanh số bán vũ khí của Nga cho khu vực sẽ giảm do các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây. Việt Nam với tư cách là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 của Nga trên toàn cầu và là nhà nhập khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, khiến Việt Nam phải đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí ra khỏi Nga. Việc này sẽ làm nguồn thu của Nga bị giảm sút từ Việt Nam và chuyến thăm này có thể tăng cường nhiều hợp đồng vũ khí cho Nga hơn. Nhìn lại lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Nga đã có từ lâu đời, bắt đầu từ thời Liên Xô. Mặc dù sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cục diện quốc tế đã thay đổi rất nhiều, nhưng tình hữu nghị truyền thống giữa Nga và Việt Nam không vì thế mà suy giảm. Trái lại, cùng với sự thúc đẩy nhanh chóng của quá trình toàn cầu hóa và tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, hợp tác giữa hai nước càng trở nên chặt chẽ hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực hơn. Chuyến thăm của Tổng thống Putin lần này diễn ra trong bối cảnh đó. Đối với Nga, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược đa chiều. Thứ nhất, thông qua việc tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam, Nga có thể củng cố thêm sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực Đông Nam Á, nâng cao ảnh hưởng khu vực của mình. Thứ hai, trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam là động lực tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á, có tiềm năng thị trường và không gian phát triển to lớn. Thông qua việc tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại với Việt Nam, Nga có thể mở rộng lợi ích kinh tế của mình ở khu vực này, thúc đẩy sự phát triển đa dạng của kinh tế quốc gia. Đặc biệt, Nga đang đối mặt với rất nhiều lệnh cấm liên quan đến công nghiệp bán dẫn và Việt Nam lúc này lại đang nổi lên là nhà cung cấp thiết bị bán dẫn và các sản phẩm công nghệ cao tương lai cho thế giới. Ngoài ra, về vấn đề an ninh khu vực, Nga và Việt Nam có những quan tâm và lợi ích chung, tăng cường hợp tác sẽ giúp đối phó với các thách thức an ninh khu vực, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Đối với Việt Nam, chuyến thăm của Tổng thống Putin cũng mang ý nghĩa quan trọng. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế nhanh chóng và ảnh hưởng khu vực ngày càng tăng, cần dựa vào sức mạnh bên ngoài để thúc đẩy tiến trình phát triển quốc gia. Nga, với sức mạnh quân sự mạnh mẽ và tài nguyên kinh tế phong phú, là đối tác lý tưởng của Việt Nam. Thông qua việc tăng cường hợp tác với Nga, Việt Nam không chỉ có sự hỗ trợ và bảo đảm về quân sự, mà còn có thể có nhiều cơ hội và tài nguyên hơn trong phát triển kinh tế và đổi mới công nghệ. Trong thời gian thăm Việt Nam, dự kiến Tổng thống Putin và phía Việt Nam đã thảo luận và trao đổi sâu rộng về một loạt các vấn đề quan trọng. Trong hợp tác quân sự, hai bên sẽ đồng ý tăng cường giao lưu quân sự, các hình thức hợp tác như tập trận chung, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến của quân đội hai nước. Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ cố đạt được đồng thuận về việc tăng cường thương mại và thúc đẩy hợp tác đầu tư, đồng thời ký kết một loạt các thỏa thuận hợp tác. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình an ninh khu vực và các vấn đề nóng quốc tế, cùng kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng đối thoại và đàm phán, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Đáng chú ý là chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra vào thời điểm cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á đang trở nên gay gắt. Trong những năm gần đây, Mỹ đã cố gắng tăng cường hiện diện quân sự và hợp tác kinh tế ở khu vực này để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong khi đó, Nga thông qua hợp tác với Việt Nam và các quốc gia khác để cân bằng ảnh hưởng của Mỹ, duy trì cân bằng chiến lược khu vực. Do đó, chuyến thăm của Tổng thống Putin không chỉ là sự công nhận và ủng hộ vị thế chiến lược của Việt Nam, mà còn là một cách để kiềm chế và đáp trả sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Chuyến thăm cũng nêu bật vị thế độc đáo của Việt Nam trong cục diện chính trị và kinh tế khu vực. Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á, kết nối các tuyến đường biển quan trọng như Biển Đông và Ấn Độ Dương, có lợi thế địa lý đặc biệt. Đồng thời, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, chính trị ổn định, xã hội tiến bộ, trở thành một lực lượng không thể bỏ qua trong khu vực. Những yếu tố này tạo nền tảng cho việc Việt Nam trở thành tiêu điểm tranh giành của Mỹ, Trung Quốc và Nga. Ngoài hợp tác trong lĩnh vực chính trị và quân sự, chuyến thăm của Tổng thống Putin còn thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Hai bên có thể sẽ đồng ý tăng cường giao lưu nhân dân, các hoạt động trao đổi văn hóa, nâng cao sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Được biết, Nga vẫn là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân sự ở Việt Nam. Mô hình hợp tác toàn diện và đa lĩnh vực này không chỉ giúp nâng cao độ sâu và rộng của quan hệ hai nước, mà còn là một hình mẫu hợp tác tốt cho các quốc gia khác trong khu vực. Tổng kết lại, chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam lần này là một chuyến thăm có ý nghĩa sâu rộng. Nó không chỉ tăng cường sự tin cậy chiến lược và nền tảng hợp tác giữa hai nước, mà còn mang lại động lực mới cho hòa bình và ổn định khu vực.
Trong tương lai, chúng ta có lý do để tin tưởng rằng, cùng với sự biến đổi và phát triển không ngừng của tình hình quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì vị thế chiến lược độc đáo của mình, trở thành tiêu điểm tranh giành của các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nhưng Việt Nam phải hết sức khôn khéo, vì không phải ai cũng có thể làm hài lòng ba gã khổng lồ cùng một lúc, và để mình trở thành quân bài cạnh tranh, rất có thể dẫn tới chiến tranh. Hợp tác giữa Nga và Việt Nam cũng sẽ tiếp tục được làm sâu sắc và mở rộng, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên thấy rằng, bất kỳ hợp tác nào giữa các quốc gia đều dựa trên lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các quốc gia nên từ bỏ tư duy đối đầu và cạnh tranh, kiên trì nguyên tắc hòa bình, hợp tác và cùng có lợi, cùng nhau thúc đẩy xây dựng cộng đồng với chung vận mệnh của nhân loại. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu, thực hiện viễn cảnh hòa bình lâu dài và thịnh vượng chung. Hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam chính là một chuyến thăm có ý nghĩa và kết quả như vậy. Nó không chỉ đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển quan hệ Nga-Việt trong tương lai, mà còn mang lại sinh lực mới cho hòa bình và phát triển khu vực và toàn cầu.